mời giơ cao tay bạn Đỗ Tấn Mạnh. 3, 2, 1. Rồi, xin cảm ơn bạn rất nhiều. Và không để các bạn phải chờ lâu nữa, bởi vì ngày hôm nay chương trình của chúng ta sẽ được vui chơi. Các bạn sẽ được học tập cùng nhau, được vui chơi cùng nhau một cách thoải mái tại nơi đây. Cho nên các bạn đừng sợ mưa và đừng sợ nắng. Ngay sau đây hãy vỗ một tràng pháo tay để chào đón cha xứ du xe lên tiếp nối các bạn chương trình. Chào mừng chào mừng vỗ tay một cái thật lớn nào. Từ đến giờ thì xem tất cả những chương trình khởi động của các em thiếu nhi ở trong chuẩn bị cho chương trình chạy hè của ngày hôm nay được diễn ra rất tốt đẹp, cho nên vì thế để cái niềm vui của các em được nhanh chóng triển khai ngay lập tức thì giờ đây chúng ta có đọc kinh được không? Bây giờ làm dấu đọc kinh và công bố nhá. Hay là thôi? Hay là nắng quá thì nghỉ? Theo ý kiến của cha là nắng quá thì cha chỉ cần thu là bắt đầu chuẩn bị khai bảng cái đợt này. Thế ý kiến của các con thế nào? Ok. Đọc kinh à? Rồi rồi, bỏ mũ nào. Bạn nào cầm mũ hộ cái? Rất là thích như vậy bỏ mũ. Chẳng vì cầu xin Chúa tôi cũng không được. Bạn cứ bỏ mũ ra. Rồi bắt đầu nhá, trang nghiêm, trang nghiêm nhá. Như xin cha và con và thánh thần amen. Vui xin Chúa sáng soi cho chúng con được nghe theo phải lạc cũng như lạc xin Chúa giúp đỡ cho mỗi kinh mỗi nhờ chúng con được với sự lo đến hoàn thành yêu nhờ với ơn Chúa amen. Như xin cha và con và thánh thần amen. Rồi chúc mừng các em đã đọc kinh rất xuất sắc. Và giờ đây, chương trình đã chuẩn bị cho của tất cả các em thiếu nhi ngày hôm nay được chuẩn bị. Chương trình trại hè của các em thiếu nhi Nghĩa Hải được bắt đầu. Chúng ta xin cảm ơn cho chiến sĩ và xin mời các bạn chúng ta trở về. Và ngay bây giờ, cô bé trai của mình hãy trang trí cho mình những không gian trải đẹp nhất. Hãy có những hoạt động tuyệt vời nhất trong sáng ngày hôm nay. Thắng tường giáo xuống nhà ngày hôm nay chính là của các bạn hướng trẻ và các bạn thiếu nhi giáo xuống nhà. Hãy cho mình một hội trại thật đẹp. Hãy có những hoạt động thật tuyệt vời. Hãy trang trí trại của mình bằng thánh giá, bằng những bông hoa xinh đẹp nhất. Và quan trọng hơn là hãy trang trí bằng tấm lòng nhiệt tình của mình. Xin mời tất cả. Oh,
của Dương Nguyên Hà và các bạn đứng lại đối lại ba bước. Dương Nguyên Hà thôi ạ. Và chúng ta hãy cầm sắt mút trên tay để chúng đưa trang khai mạc, chúng ta hãy vẫy tay được không ạ? Rồi, các bạn thiếu nhi Nghĩa Hải ơi! 5 tiếng đếm, bạn nào trở về đây nhanh nhất chạy sẽ được cộng thêm rất nhiều điểm. 5, 4, 3, 2, 1, 1, 0,9, 0,8. Ok, dành cho các một tràng pháo tay. Và xin chào mừng toàn thể quý cha, quý sơ, quý cộng đoàn, các bạn trẻ và các bạn thiếu nhi đã đến với chương trình hội trại tại giáo sư Nghĩa Hải với chủ đề Cứ để trẻ em đến với tay năm 2019. Các bạn thiếu nhi và các bạn giới trẻ thân mến, đúng như chủ đề năm nay của chúng ta đó là hãy cứ để trẻ em đến với tay. Với mục tiêu của chương trình hội trại năm nay, các bạn sẽ có một không gian đến đây để cùng tất cả cùng nhau xây dựng một không khí thật sôi nổi, để cùng nhau đến với ngôi thánh đường này và chia sẻ với nhau về đời sống đức tin, chia sẻ với nhau những kỹ năng trong cuộc sống, đặc biệt những kỹ năng như xây dựng trại hay là tinh thần đoàn kết. Và các bạn có thấy vui không ạ?